Nó là thô sư tô và luôn hô vô tất xa ca nê à rô vô sư tổ hôi ca sa bê nha tí phi sa tha la tham sư vị tà vô rô na ha vô tất xa ca nê à rô ga sư vị tà hôi ca sa bê nha tí phi tê à tha la tha sư vị tà vô rô na ha vô tất xa ca nê à rô ga sư vị tà hô ta sa sa bê thị nhà tị khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lễ được sự an vui được sự tấn hóa trong đường Phật đạo cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thai Akasattha chappumattha devanagamattika Punyando anumodantu chirang rakkhantu sasanam Akasattha chappumattha devanagamattika Punyando anumodantu chirang rakkhantu nogaro Akasattha chappumattha devanagamattika Punyando anumodantu chirang rakkhantu nhà tay vô Akasattha chappumattha devanagamattika Punyando anumodantu chirang rakkhantu banino Akasattha chappumattha devanagamattika Punyando anumodantu chirang rakkhantu nosada chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều lẫn vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hệ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyển thuộc cánh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thụ đạo màu tu hành tinh tận ngọ hầu bố sanh văn kinh chi cô sa la cấm mạng các bằng khi riêng ma ma ca về na hoa cha ma na sa tỷ đa sê su ra tăng ca tăng về sát ta san nhĩ nô a thi về sát ta về cha sát ta a san nhĩ nô ca tăng nguồn nhã pha lăng bày hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu thê về tăng các tăng su quý đi tăng đinh năng bụng nhã phá lăng ma già về chúng ta nam cha nan ti đề hoa lần tòa ni quê đã dâm sắp bê lô cầm hi về sắp ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nun nhân phụ cha năng sắp bê ta phan tu ma ma chê ta sa tí phước căn con đã tạo thành nhất thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền có thể tích chung độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đền hầu mạch ngay có người làm phước được lại lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước bảo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng ý đăng vô nha tỳ năng hồ tu su khi tạ hồn tu nhà ta vô nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh ý đăng quá ta mê buôn nhân a sa quắc ca già quá hằng hồ tu xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là mọn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm dạ, nam mô tha giá Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con đã xong phần lễ bài tam bảo và thọ trì quy giới.
Dạ, con kính cảm ơn Đại Trí Đức đã truyền. Dạ, con xin sám hối. Con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới, cũng như chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, phước báo nào trong sạch có được trong ngày hôm nay, thì con cũng kính dâng đến Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức. Con cũng kính dâng đến quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, mong rằng phước này tạo duyên cho tất cả quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh, bồ đề tâm kiên cố và sớm thành tựu được đạo quả niết bàn. Và con cũng kính xin chia phước báo này đến quý vị trong đạo tràng, mong rằng phước này tạo duyên tất cả quý vị luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẹ, con kính dâng mic trở lại cho Ngài Trí Đức để Ngài dạy bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn thưa tăng, kính lễ đại đức Phật Thạnh, đại đức Phật Sàng. Xin chào cô tu nữ Như Pháp, xin chào Sĩ Mê Ta, Sĩ Quang Mộng, Sĩ Thi Lâm, Đạo Hữu Karuna, Sĩ Khánh Kiểm, Sĩ Hồng Mai, Sĩ Kim, Sĩ The Man, Sĩ Hòa Tiếm, Sĩ Phát Nguồn Lào Cai, Huynh Giang Nhật Hà. Alo, quý vị nghe rõ ha? Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 161. Trước khi bước vào bài học này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Bút hồ ma hề si á ra hằng tất thà gia tô lô cô tâm mồ sắp bắt cá rù hít chệt tha cô lô cá sơ sa thà cha na đầm ma cù quý đồ hoành đà ma hành tăng ná ra cù cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trói chăng tôi thần giáo chủ trí năng vô lượng Tứ Đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô có đi bồ với ta sa sát thu nô lô ca nó mình thá sơ với nà cá rồ cô sắp bình nhu bút thấp có tí phù tí sành nhá tù hoành đà mó hành tầng nó rắc cù cái này giác cần Pháp bảo quý như ánh vàng, Như Lai soi sáng, vẹt màn vô minh, phá tan, lầm lạc dụng sinh, đầy dựng Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian, cúng dường. Sân khô quý số thô thú vá ta sá xà quá cô sách thà số tà mô quá ra thầm má sách thá cô niền đà vá sẵn xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng ná ra phù Cái này giác cần Tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra tận ác thế gia tề chê nó sẽ thà mề ề tu quá ta nằng ta xà phí à nú phà quề nó sẽ há xà dề nó sẽ chặt tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao nam mô bụt thầy gia Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 161. Để đưa bài học lên cho quý vị thấy ha. Atana wakatang ba bằng ta na wa ca tăng ba bằng
ta na wa ca tăng ba bằng câu số 2 at ta chẳng at ta sầm pha quăng at ta chẳng at ta sầm pha quăng at ta chẳng at ta sầm pha quăng. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. At ta na wa ca tăng ba bằng at ta chẳng at ta sầm pha quăng at ta na wa ca tăng ba bằng at ta chẳng at ta sầm pha quăng at ta na wa ca tăng ba bằng at ta chẳng at ta sầm pha quăng. Đây, bây giờ qua câu 3, câu 4. A phi mần tha tí dùm mê thằng A phi mần tha tí dùm mê thằng A phi mần tha tí dùm mê thằng. Và câu cuối cùng qua chia rằng quá quá ma ma dần ma ma ninh mặt mà rồi quá quá chia rằng quá ma ma dần ma ninh quá chia rằng quá ma ma dần ma ninh. Rồi vừa vậy hết chứ mới ta đưa tay lẻ quá vậy. À, giống như bị ăn liền vậy ha. Rồi ôn lại câu 3, câu 4. A phi mần tha tí đùm mê thằng quá chi rằng ma quá ma ma dằng ma đình. A phi mần tha tí đùm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dằng ma đình. A phi mần tha tí đùm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dằng ma ninh. Rồi bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới. A ta na quá ca tăng bà bằng a ta chẳng a ta sầm pha quăng. A phi mần tha tí đùm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dần ma ninh. Học lại. Ách ta na quá ca tăng ba bằng ách ta chẳng ách ta sầm pha quăng. A phi mần tha tí đùm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dần ma ninh. Hơi nhỏ hả? Alo. À khó nhưng mà nhỏ. Trời ơi, chữ khó mà thành ra chữ nhỏ. Ừ, thông cảm ha. Người ta nói già lung cụm mắt mở tai điếc, thời tráng niên oanh liệt còn đâu ha. Nhưng mà thấy xin mê tà thì còn trẻ. Đọc chưa xong rồi đưa tay lên lẽ chiếc kim cũng miệng liền luôn. Nhanh gọn lẽ vậy là quý vị còn trẻ hơn chúng tôi. Chúng tôi đã nhìn chữ mà đọc còn thấy mờ mắt nè. Cô đế rồi nghe. Chuẩn bị lên bàn thờ. Đọc lại ha. Ách ta na quá ca tăng bà bằng ách ta chẳng ách ta sầm phá quần. A phi mần tha tí đùm mê thằng quá chê rằng quá ma ma dần ma nìn. Ách ta na quá ca tăng bà bằng ách ta chẳng ách ta sầm phá quần. A phi mần tha tí đùm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dần ma nìn. Vậy thì cái câu này chúng ta có hai cách đọc ha. Quý vị nhớ ha, câu này chúng ta có hai cách đọc. Một lần chúng ta đọc hai câu.
À, vị nào hơi dài thì đặt một hơi, còn vị nào mà cảm thấy rằng mình tự tin chắc ăn thì cuối câu số 2 nghỉ, bởi vì nó là trường âm ha. Rồi đó là cách đọc theo dòng kinh, còn bây giờ theo dòng kệ thì chúng ta đọc theo đây, cũng đọc giống dòng, dòng kinh vậy đi, có nghĩa là đọc một lần hai câu ha. Đây là một câu tám từ thì chúng ta chia làm hai, và đừng có đọc rời rạc, cố gắng đọc một lần hai câu để cái âm vọng nó nương nhau ha. Anh ta quá ca tăng hòa bằng anh ta chân anh ta xâm pha quần Aphimanta tì đâm mê thân và chia răng quán mà mời dẫn mà niệm anh ta na quá ca tăng ba bằng anh ta chân anh ta xâm pha quần Aphimanta tì đâm mê thân và chia răng quán mà mời dẫn mà niệm em nữa ha. Anh ta na quá ca tăng ba bằng anh ta chân anh tha sâm pha quần Aphimanta tì đâm mê thân và chia răng quán mà mời dẫn mà niệm điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc bảo. Rồi quá sao hôm nay bông hoa nhiều quá. À, Sư Pháp Nguồn Lào Cai cho uống kiểu này sao đọc đó hả? Rồi sao tôi sao tôi xin mời Sư Mê-ta, Sư Kim, Sư Hồng Mai. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu Pháp Cú 161. Át ta na quả ca tăng ba băng, át ta chăng, át ta xăm phá quăng. A phi nặng màn tha tí đùm mê thăng, quá chi răng quát ma ma dăng ma ninh. Dạ, con xin phân tích át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá cá hai đoạn âm tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, xăm trường âm nhấn, phá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại câu 1 và câu 2. Át ta na quá ca tăng ba băng, át ta chăng, át ta xăm phá quăng. Dạ, con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á phí là hai đoạn âm, man trường âm nhấn, tha tí hai đoạn âm, đum trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá chí là hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá trường âm nhấn, má má hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A phi màn tha tí đùm mê thăng, quá chi răng quá ba ma văn ma ninh. Dạ, con xin đọc lại từ đầu. Át ta thật
tăng ba băng áp ta chăng áp ta xăm phá quăng áp phi màn tha tí đùm mê thăng quá chi răng quá ma ma dăng ma ninh áp ta na quá ca tăng ba băng áp ta chăng áp ta xăm phá quăng áp phi màn tha tí đùm mê thăng quá chi răng quá ma ma dăng ma ninh. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc bảo. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Atana wa ka tang ba bang atta chang at ta sam pha wang a phi man tha ti đum mê thăng qua chi răng quát ma ma dăng ma nình. Và con đã đọc xong, kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Thạnh, sư Phước Sang, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn hôm nay cô Mr. Pháp Nguồn Lào Cai nghe rõ. Bữa nay Pháp Nguồn Lào Cai nghe rõ, không có nghe, không có nghe nhỏ. Bữa nay chắc trời yên gió lặng tốt, nghe rõ, rõ à, ok. Cảm ơn. Dạ con xin trả bài kinh Pháp Cú số 161. Attana wakatang ba bang atta chang atta sam pa wang api mang thati dam me thang wachi rang wat mama yang manin. Attana wakatang ba bang atta chang atta sam pa wang api mang thati dam me thang wachi rang wat mama yang manin. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Ác chừng âm nhắn, tá đoạn âm, na chừng âm thông thường, quá khá hai đoạn âm, tăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, ta chừng âm thông thường, băng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Ác chừng âm nhắn, tá đoạn âm, chăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, ác chừng âm nhắn, tá đoạn âm, tâm chừng âm nhắn, phá đoạn âm, quăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Attana wakatang ba bang atta chang atta sam ba wang api mang thati dam me thang wachi rang wat mama yang manin. Phân tích câu số 3. Á khí hai đoạn âm, manh chừng âm nhắn, thá tí hai đoạn âm, đâm chừng âm nhắn, mê chừng âm thông thường, thăng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cuối cùng, quá chí hai đoạn âm, răng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, quá chừng âm nhắn, má má hai đoạn âm, danh chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ninh chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và tra kệ. Akimang thati đầm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dặn ma nình. Atana quá ca tầng bà bằng ác ta chẳng ác ta sầm phá hoàng. Akimang thati đầm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dặn ma nình. Ác ta na quá cha tăng phá bằng ác ta dân ác ta xâm bá quăng ác đi măng thà ti đâm mê thần hòa chi răng quát ma ma dân ma ninh. Ác ta na quá cha tăng phá bằng ác ta dân ác ta xâm bá quăng ác đi măng thà ti đâm mê thần
Qua chi răng qua ma ma răng ma ninh. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh, mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 161. Con thấy thì trò bông hoa kiếp tiền chắc không có chuyện gì rắc rối nữa. Nhưng mà cũng phải phòng ngừa sư hai bắt lỗi nhưng hay lắm. Sư nghe rõ lắm. Sư giáo bộ sư nói sư già nghe không rõ chứ, chứ mà sư bắt hay lắm. Hay lắm. Con xin cảm ơn sư các quý vị Hồng Mai, cô Mết Trà, Pháp Nguồn Lậu, Lậu Khai. Trời, chim quá chừng, chim xanh lè à. Đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Nhưng mà nếu con có gì sai, con cũng xin các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng cho con biết để chỉnh sửa. Và con mời vị cái tiếp hình như Hồng Mai, phải không Mai? Không biết nó không phải thì người khác. Để chúc quý vị luôn ăn vui và may mắn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Thạch Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp, quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 161. Attana wa ka tang pa tang atta chang atta sang pa wang ati man tha ti dum ne thang wa chi rang wa sma ma yang ma ning. Attana wa ka tang pa tang atta chang atta sang pa wang ati man tha ti dum ne thang wa chi rang wa sma ma yang ma ning. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quá, cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, xăm trường âm nhấn, phá đoạn âm, quân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Atta na wa ka tang pa tang atta chang atta sam pha quang. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á phí hai đoạn âm, mâm trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm, đum trường âm nhấn, nê trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá chí hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, was trường âm nhấn, má má hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, nim trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á phi man tha ti đùm nề thằng quá chi răng was ma ma răng ma mì. Con sẽ lặp lại câu pháp cú 161. Atta na wa ka tang pa tang atta chang atta sam pa wang api man tha ti dum me thang wa chi rang was na ma yang ma ning. Atta na wa ka tang pa tang atta chang atta sam pa wang api man tha ti dum me thang wa chi rang was na ma yang ma ning. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Atana wa ka tang pa tang atta chang an ta san pa wang ati man tha ti dum me thang wa chiang was ma ma yang ma ning. Atana wa ka tang pa tang atta chang atta sam pa wang ati man tha ti dum me thang wa chi rang was ma ma yang ma ning. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa như con ạ. Dạ cảm ơn đạo tràng, xin mời vị kế tiếp ạ.
Dạ sao hôm nay cái này nó không thông báo là con là người kế tiếp không biết. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sa, Sư Phước Thầy. Con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con kính tri ân Ngài Chi Đức cùng Huynh Văn, Nhật Hà, cô Metta, cô Hồng Mai, cô Kim cho biết tín hiệu tốt ạ. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú 161 ạ. Atta na wakatang ba bằng atta chẳng atta sang pha quang api man thati dum me thang wachi rằng wa mama yang ma ninh. Con xin đọc lại ạ. Atta na waka tang ba bang atta chang atta sang phai quang api man thati dum me thang quá chi rằng quá mama yang ma ninh atta na waka tang ba bang atta chang atta sang pha quang api man thati dum me thang quá chi rằng quá mama yang ma ninh. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quá quá là đoạn âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm thông thường, ba là trường à, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Atta na waka tăng ba bằng át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, xăng là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át ta chăng, át ta xăng quá, át ta chăng, át ta xăng phá quăng. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Atta na waka tang ba bằng atta chẳng atta sang pha quang. Cái từ sang này không biết là trường âm thông thường hay là trường âm nhấn. Atta sang pha quang chắc là trường âm thông thường. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Afi man thati dum me thang wa chi rằng wa ma ma yang ma mu. Á là đoạn âm, phí là trường âm nhấn, á phí là đoạn âm, man là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, tí là đoạn âm, dum là trường âm dum. Đúng là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăm là vâng trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá chi rằng quá ma ma rằng ma mình, quá là đoạn âm, chỉ là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là trường âm nhấn, má má là hai đoạn âm, răng là cái này là răng, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, minh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sau này con thấy nó rời rạc quá, để con phân tích lại ạ. Con xin phép được phân tích lại. Con phân tích lại câu 1 và câu 2. Atta na waka tang ba bằng atta chẳng atta sang pha quang. Át là trường âm nhấn, át
là đoạn âm, tá à, ác là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ác là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ác tá là hai đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Áphim mạnh tha ti đùm mê thằng quát chi rằng quang ma ma rằng ma mình. Á là đoạn âm, phí là đoạn âm, man man là trường âm nhấn, áphim mạnh man là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tí là đoạn âm, đung là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, chí là đoạn âm, răng là trường răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá quá là trường âm nhấn, má má là hai đoạn âm, răng là trường âm nhấn, má là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Át ta nà quá cát tăng bà bằng át ta chẳng át ta tăng phá hoàng á phi màn tha ti đùm mê thầm qua chi rằng qua ma ma rằng ma mình. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu. Con xin phép được kể ạ. À ta na hoa ca tăng ba băng, à ta chăng át ta sang pha quang, à phi man tha ti đùm mê thăng, quả chỉ đăng quát ma ma giang ma ninh. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, con xin xuống mét mời anh Văn Nhật Hà. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Hải Thiểm, cô Hồng Mai, anh Văn Nhật Hà. Dạ, con xin phép và xuống mét. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chị Kim nè, chị Hình Kiếm nè, chị Hồng Mai. Rồi chính bắt nguồn Lào Cai nữa ha, đọc sai mà còn tự tự thưởng mình nữa ha. Hôm nay sao tâm trạng cái gì vậy ha? Nghĩ tưởng cái gì mà phóng tâm đến cái độ lần đầu á, lần đầu á thì đọc sai hai chữ rồi sửa sai, đọc lần sau cũng sai hai chữ ha. Sai vậy bị bắt lỗi chết chắc là phải rồi. Lần đầu tiên á thì đọc qua chữ xâm nè, chữ manh nè. Xâm chữ manh là hai trường âm gì á, nhớ không? Câu số ba à, câu số hai và câu số ba. Xâm phá quăng ha, á phi manh thá tí, chữ xâm và chữ manh đó cho đó là trường âm gì hả? Rồi rồi lần sau đọc ha, thì chữ áp tá cho đó là hai đoạn âm, rồi chữ dân dân má liên á, chữ dân cho đó là trường âm nhấn. Khổ đế thiệt. Phóng tâm quá đi. Này, coi lại nghe, hoặc là nghe lại đi. Rồi, mời huynh nha, Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Phước Thạnh, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 161 ngày hôm nay ạ.
ta na wa ca tăng ba bằng át ta chẳng át ta sầm pha hoàng a phi mạnh tha ti đầm mê thằng wa chi rằng wa ma ma dằng ma ninh át ta na wa ca tăng ba bằng át ta chẳng át ta sầm pha hoàng a phi mạnh tha ti đầm mê thằng wa chi rằng wa ma ma dằng ma ninh. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Attana wakatang ba bằng atta chang atta sam pha quang. Ôi, nghe không rõ à. Dạ không biết nghe có rõ không à. Dạ, dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. At là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách là trường âm, tá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, xâm là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta na wa ka tăng ba bằng át ta chẳng át ta sầm pha hoàng. Và câu số 3 và câu số 4. A phi man tha ti đầm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dằng ma nình. Á phí là hai đoạn âm, man là trường âm nhấn, tha tí là hai đoạn âm, đâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quá chí là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, was là trường âm nhấn, má má là hai đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A phi mạnh tha ti đầm mê thằng quá chi răng was má má dăng má ninh. Dạ con xin đọc lại ạ. Ta na wa ka tang ba bằng at ta chang at ta sam pha wang a phi man tha ti đầm mê thằng quá chi rằng quá ma ma dằng ma ninh. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ách ta na wa ka tăng ba bằng ách ta chăng ách ta sâm pha quăng. A phi man tha ti đùm mê thăng wa chi răng wa ma ma dăng ma ninh. Ách ta na wa ka tăng ba bằng ách ta chăng ách ta sâm pha quăng. A phi man tha ti đâm mê thăng wa chi răng wa măng ma ninh. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ nam mô ông Đức Tam Bảo, và dạ, con kính đảnh lễ ông Đức Phật, con kính đảnh lễ ông Đức Pháp, con kính đảnh lễ ông Đức Tăng, và dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và dạ, con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 161. Attana wa ka tăng ba bằng atta chẳng atta sầm phát hoàng. A phi mạn tha ti đầm mê thằng quá chị rằng quá ma ma dằng ma ninh. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na trường âm thông thường, quá cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
át trường âm nhấn, tá đoạn âm, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, xăm trường âm nhấn, khóa đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át ta na quá ca tăng ba bằng át ta chăng át ta xăm khóa quăng. Dạ con phân tích tiếp câu 3, câu 4. Á thúy hai đoạn âm, mành trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm, đâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá chí hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quát trường âm nhấn, má má hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp phi mạnh tha ti đình mê thằng quá chi đằng quá ma mắt dần mắt nình. Dạ con đọc lại bài. Át ta nà quá ca tăng bà bằng át ta chẳng át ta xâm khóa quẳng. Áp phi mạnh tha ti đình mê thằng quá chi đằng quá ma mắt dần mắt nình. Át ta nà quá ca tăng bà bằng át ta chẳng át ta sam pha quang áp phi mạnh tha ti đầm mê thằng quá chia đằng quá ma ma yang ma nên. Dạ con xin kệ. An ta wa an ta na wa ca tăng ba bằng a ta chăng an ta sam pha quang áp phi mạnh tha ti đầm mê thằng quá chi trăng quá ma ma yang ma nên. An ta na wa ca tăng ba bằng an ta năng an ta sam pha quang a phi man tha ti đâm mê thằng qua chi đăng quán ma ma văn ma linh. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tại, nghiện nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo, là bản dịch của Hòa Thượng Đức Minh Châu. Dạ con đọc phân tích và kể xong, dạ con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đầu tràng sửa sai cho con. Dạ con xin dâng mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ nhà trí thức, quý sư quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 161. Na quá cách tầng ta bằng ách ta chẳng ách ta sầm phá quăng áo phi mạnh thá tí đùm mê thằng quá chi rằng quá má má dần má nhìn ách ta quà ách ta na quá cách tầng ta bằng ách ta chẳng ách ta sầm phá quăng áo phi mạnh thá tí đùm mê thằng quá chi rằng quá má má dần má nhìn. Con xin phân tích câu 1 và 2. Át ta na quá ta tăng ba bằng át ta chẳng át ta sầm pháp quăng át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá cá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách trường âm nhấn, tá đoạn âm, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách trường âm nhấn, tá đoạn âm, xăm trường âm nhấn, phá đoạn âm, quăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ách ta na quá cách tăng ba bằng ách ta chăng ách ta xăm pháp quăng. Câu 3 và 4. Á phi mạnh tha ti đùm mê thằng quá chi rằng quá má má dần má nìn. Á đoạn âm, phí đoạn âm, man trường âm nhấn, thá tí hai đoạn âm, đùm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá chí hai đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá trường âm nhấn, má má hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má đoạn âm, ninh trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp phi mạnh tha ti đùm mê thằng quá chi rằng quá má má dần má nìn. Át ta na quá cách tăng ba bằng át ta chẳng át ta sầm pháp quăng. Áp phi
văn thát thị đùm mê thăng quá trị rằng quá mát mát dằng mát nìn. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh, mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si, như kim cương ngọc báo của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anh ta chẳng anh ta sam pha vang a phi man tha ti đun me thăng và chỉ răng quán ma ma yang ma nin anh ta na wa ca tăng pha bằng anh ta chẳng anh ta sam pha vang a phi man tha ti đun me thăng vì răng quán ma ma yang ma nin. Dạ, thưa con đã đọc xong, con có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con ạ. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính lễ quý sư, con xin kính lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 161. Attana pakattang papang attacang attasampapang avimantati dumme thang vacirang vatmama yang manin. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Attana pakattang papang attacang attasampapang. At là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, na là trường âm thông thường, vá cá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 2, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, xăm là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Atta và nakatang bằng atta chẳng atta sam pha bằng. Phân tích câu 3 và câu 4. Afiman thati đùm mì thằng quá chi rằng quát mama dằng ma nình. Á là đoạn âm, phí là đoạn âm, man là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, đùm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, chí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quát là trường âm nhấn, má là má má là hai đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 và câu 4. Afiman thati đùm mì thằng quá chi rằng quát mama dằng ma ninh. Đọc lại nguyên bài. Attana vakatang ba bằng atta chẳng atta sam pha bằng afiman thati đùm mì thằng quá chi rằng quát mama dằng ma ninh. Attana vakatang ba bằng atta chẳng atta sam pha bằng afiman thati đùm mì thằng quá chi rằng quát mama dằng ma ninh. Điều ác tự mình làm. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh, mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si, như kim cương, ngọc báo, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Atanava ka tăng ba bằng atachang atta tam pha bằng avimantha ti đâm mê thắng qua chi răng quát nà mà văn man. Dạ, con xin xuống mít, con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con sẽ có sai chỗ nào xin Ngài chỉ dạy cho con. Cảm ơn Ngài.
lạ sao mà rung trống thế. Con xin phép được đọc lại bài hôm nay ạ. Dạ, con cảm ơn cô Hồng Mai Thế Mẫn cho biết tín hiệu tốt. Mấy con có vấn đề đó. Ồ, mời mấy huynh hành pháp lên đi. À, lên lại một lần nữa xem nào. Để em được xuống mic nhá. Mời huynh hành pháp nhá. Không được à Huynh? Sao không không hôm nay không cầm mic được à? Ban nãy cái máy này của em cũng thế ạ, nó cũng bị làm sao mà nó không có người kế tiếp luôn. Dạ. Con xin phép được đọc lại bài một lần nữa nha. Ban nãy con đọc sai tùm lum. Con xin được sám hối. Dạ, con xin cảm ơn con Meta cho biết tín hiệu. Con xin phép được đọc ôn lại bài. Thì thời gian này vẫn sớm. À, cảm ơn chị Tina. Atta na wa ka tang ba bằng atta chẳng atta sam pha quang api man tha ti dum me thằng wa chi rằng wa mama yang man ninh. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2. A là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, cá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, át là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, răng là trường âm thông thường, à xăm là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, quăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Atta-wa-atta-na-wa-ka-tang-ba-bằng atta-cham-atta-sam-pha-quăng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á là đoạn âm, phí là đoạn âm, man là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tí là đoạn âm, đum là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, chí là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quát là trường âm nhấn, má là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, ninh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Api man thati dum me tham wat chi rằng wa mama yang maning. Dạ, con xin đọc lại toàn bài. Atta na wa ka tang ba bang atta chang atta sam pha wang api man thati dum me tham wat chi rằng wa mama yang maning. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu. Bản dịch của Hoàng thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép được xuống mic. Dạ, mời huynh hành pháp nhé. Dạ alo, mọi người có nghe còn rõ không ạ? À, dạ cảm ơn pháp quân lộc ai của Hồng Mai giảng dịch. À, dạ cảm ơn ngài Trí Đức đã bước vào cho con ạ. Dạ sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 161.
attana vakatang pa pa pang attacang attasam pa quang a vimantati dumbet thang quá chi rằng phát ma ma rằng ma ninh hát ta na hát ta na quá cá tăng và bằng hát ta chẳng hát ta sầm phá hoàng á ý mần hát tí đùm nực thăng quá chi rằng phát ma ma rằng ma ninh. Dạ, sau đây con xin phân tích đó. Hát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, quá cá là đoạn âm, tăng là trường âm độc thể dụng nguyên âm, ta là trường âm thông thường, văn là trường âm độc thể dụng nguyên âm, hát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, trăng là trường âm độc thể dụng nguyên âm, hát là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, sâm là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, quăng là trường âm độc thể giọng nguyên âm, á là á, phí là hai đoạn âm, măng là trường âm nhấn, thá tí là hai đoạn âm, đum là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, thăng là trường âm độc thể giọng nguyên âm, quá chí là hai đoạn âm, răng là trường âm độc thiên giọng nguyên âm, quát là trường âm nhấn, mã mã là hai đoạn âm, văn là trường âm độc thiên giọng nguyên âm, mã là đoạn âm, ninh là trường âm độc thiên giọng nguyên âm. Yeah. Xin đọc lại nè. Attanavakatang papang attacang attasampa quang apimang kati dummethang wali wachirang quá ma ma dạng ma ninh. Và đây con sẽ kể là attana pa katang pa pang atta chang atta sam pa quang apimantha ti lum me thang quá chi răng quá ma ma dạng ma ninh. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương một bóng. Dạ, con đã đọc xong, con xin tạm mít lại cho đạo tràng. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sanh Thầy. Dạ, con kính lễ lắng nghe Chư Đức, Chư Tôn Đức Tăng kính lễ các cuộc tuyên ngôn và con kính chào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Hồng Mai cho biết được nghe rõ. Dạ, con xin đọc cái ngôn pháp cú 161. Attana wa katang ba bang atta chang atta sang pha wang afi man thati dum me thang wat chi quá chi rằng quá má quá má má rằng má mình má nình. Dạ, con xin xong. Dạ, con đọc lại. Ách ta nà quá cát tằng bà bằng ách ta chẳng ách ta sầm pha quần a phí man tha ti đừng mề thành quát chi rằng quát má má dằng má nình. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, viên nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Bản dịch qua thần thích Minh Châu, con xin phân tích. Áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá đoạn âm, cá đoạn âm, tăng trường âm độc thể dụng nguyên âm, ba trường âm thông thường, văn trường âm độc thể dụng nguyên âm. Attana vakatang ba bằng.
trường âm nhấn tá đoạn âm tra trường âm đọc theo dòng nguyên âm a trường âm nhấn tá đoạn tá đoạn âm xăm trường âm nhấn phá đoạn âm quan trường âm đọc theo dòng nguyên âm a ta chằng a ta sầm phá quần a ta nà quá cấp tầng bà bằng a ta chằng a ta sầm phá quần á đoạn âm á phí hai đoạn âm trường âm nhấn tháng đoạn thá tí hai đoạn âm đừng trường âm nhấn mê trường âm thông thường thăng trường âm đập tay giọng nguyên âm á phí mòn thá tí đầm mê thăng quách quá trí hai đoạn âm làm trường âm thông thường quá trường âm nhấn ma màn trường âm má má hai đoạn âm dạ má trường âm nhấn má má hai đoạn âm dòng trường âm đọc theo dòng nguyên âm má đoạn âm đinh trường âm đọc theo dòng nguyên âm quát chi rằng quát má má dòng má đinh a phi màn tha thi đầm mề thằng quát chi rằng quát má má dòng má đinh con xin đọc lại ắt ta nà quá ca tầng bà bằng ắt ta trần ắt ta sầm phá quần a phi màn tha ti tình bề thần quá chi rằng quá ma ma dần ma nình ắt ta nà quá ca tầng bà bằng ắt ta trần ắt ta sầm phá quần a phi màn tha ti đầm nề thầm quá chi rằng quá ma ma dằng ma đình điều ác mình tự làm tự mình sanh mình tạo ngày nát kẻ ngu si như kim cương ngọc đáo. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã học xong, còn có sai xin ngài và đạo tràng chính xác. Con xin trả mất lại. Alo, 123, 123 sao chứ ca đọc mà chỉ có hai người tặng hoa chắc chứ ca có sai chỗ nào đó ha. Mà cái chỗ sai á, hình như cái câu cuối, không phải không quý vị? Đúng rồi. Quá chi rằng hai đoạn âm một trường âm, nhưng mà trường âm này là đọc là trường âm thông thường, trường âm thông thường. Quân nhân Nhật Hà cũng nghe rõ luôn, cũng đọc chữ răng này mà coi là đọc là trường âm thông thường thì cổ đế rồi. Hèn gì có hai người tặng hoa khích lệ ha. Thi Hà rất là chậm rãi ha, nhưng mà rồi chỗ này cũng bị phân tâm rồi. Sa thủ hôm nay quý vị coi như rất là tiến bộ ha, từ chiếc Meta nè, chiếc Kim, chiếc Hồng Mai, Vinh Giang Nhật Hà, chiếc Hạnh Kiểm, chiếc Tina, chiếc Pháp Nguồn Lào Cai, Vinh Hạnh Pháp, rồi còn nữa chứ không phải là hết. Sự thành công chúng tôi thấy quý vị rất là tiến bộ, nhất là Huynh Hạnh Pháp đường truyền không được tốt. Khi mà cái giọng của Huynh Giang Nhật Hà rất là rõ, nhưng mà Huynh Hạnh Pháp cái đường truyền không tốt là nghe cà giật. Và cuối cùng thì Huynh Hạnh Pháp cầm micro được, âm thanh thì tốt, và lên trả bài thì cũng chính xác, nhất là sự phân tích nha. Còn giọng đọc thì cũng chưa ổn, nhưng mà phân tích là chính xác, đó là một sự thành công. Cho nên quý vị mà phân tích mà chính xác rồi thì giọng đọc trước sau gì á cũng ổn định thôi. Sợ rằng mình phân tích không được
Cho nên cái giọng đọc của chúng ta bị trục trặc. Mà quý vị mà phân tích chính xác rồi thì ta nghe cái giọng đọc rất là ổn. Quý vị cố gắng ha. Sa tu, sa tu. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của cái câu Phật ngôn 161. Mến chào huynh Quang, Xích Nhung Pha Âm vừa đến với Pháp hội. Bây giờ còn một ý nghĩa sao? Attana Vakatang Ba Bằng. Attana do cái từ Atta ha, có nghĩa là tự mình hay là chính bản thân ha. Chữ quá, quá đây là ý quá. Ý quá có nghĩa là ví như bản thân của chính mình ha. Rồi chữ cá tăng do cái động từ karoti là làm, nhưng mà cá tăng ở đây trong cái dạng quá khứ phân từ đã làm, mà đã làm cái gì? Ba bằng, ba bằng do cái từ ba bá. Ba bá có nghĩa là ác xấu. Rồi câu số 2, ách tạc chân ách tá sầm phá quần. Ách tạc chân chỉ ách tá, nó là một danh từ nam tính. Ác rành tóc phùng rình ga. Ách tá có nghĩa là chính ta hay là tự mình. Và chữ chân do từ chá, do từ cha, có nghĩa là được làm, được tiến hành, được sanh khởi. Do căn ngữ chanh ha, thì ắt tà chân ở đây có nghĩa là được làm bởi chính ta. Ắt tà chân. Rồi cái từ ắt tà sâm phá quần. Chữ ắt tà quý vị biết rồi, đó là chính ta tự mình. Sâm phá quân do cái từ sâm phà quá. Sâm phà quá chúng ta thấy tiếp đầu ngữ sân ở phía trước có nghĩa là tự mình, mà phá quá do căn ngữ phu là trở thành. Vậy thì atta sâm phá quân có nghĩa được sanh ra bởi ta, được sanh ra bởi ta. Vậy thì câu một câu hai ách câu một câu hai ách thành na quá cá tầng ba bằng ách tá chần ách tá sầm phá quần. Việc ác đã được làm bởi chính ta, được sanh ra bởi ta, có nguồn gốc ở ta. Ý nghĩa câu một câu hai nhé. Rồi bây giờ qua câu ba câu bốn. Áphi man tha ti đùm mê thần. Áphi man tha ti đùm mê thần. Cái động từ áphi man tha ti, chữ áphi là một tiếp đầu ngữ có nghĩa là bên trên. Man tha ti động từ này có nghĩa là nghiền nát. Vậy thì Aphimanthati là nghiền nát ha. Nghiền nát cái gì? Đum mê thân chúng ta thấy tiếp đầu ngữ đú ở phía trước có nghĩa là xấu, là tồi, là ác. Rồi chữ mê thân do từ mê tha. Mê tha đây là một danh từ trung tính. Akaranta nó buồn sắc định ra mê tha là bậc trí. Vậy thì đúm mê thân nó được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quỳ phát tí e cao quá trà ná. Cho nên đúm mê tha biến thành đúm mê thân. Đúm mê thân là kẻ có trí tồi hay là người thiểu trí. Người thiểu trí. Và câu cuối cùng để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Qua chi rằng quá ma ma dần ma niên. Quý vị có vị đọc chỗ này chữ quá đọc nhanh quá nó thành ra một đoạn âm, quý vị nên kéo dài ha. Qua chi rằng quá ma ma dần ma niên.
Qua chi rằng quát ma mắt dần mắt niềm. Chữ qua chi rằng, qua chi rằng do từ qua chi ra. Qua chi ra là một danh từ trung tính ác ranh tánh áp bùng sắc kè linh ga. Và qua chi ra ở đây được chia theo đối cách suối đối tỷ gia quỳ phá tí ê cao qua chà na. Cho nên qua chi ra biến thành qua chi rằng. Qua chi rằng có nghĩa là kim cương. Rồi cái từ thứ hai quát ma ma dần, quát ma ma dần ở đây có nghĩa là chữ quá cộng với ác ma ma dần, quá cộng với ác ma ma dần, cho nên chúng ta đọc là quát ma ma dần thì chữ ở đây ác ma ma dần asma asma đây là một danh từ trung tính ha, có nghĩa là á karan tana pum sakalinga asma có nghĩa là đá. Rồi chữ ma dần do cái từ ma má do cái từ ma giá chứ xin lỗi ma giá đây là một cái dạng quá khứ phân từ đã được làm, đã được tạo ra. Và chữ ma giá này được chia theo đối cách suối đu tỳ giá quỳ phá tí e câu quá trà ná, cho nên ma giá biến thành ma dần. Vậy thì át ma ma dần có nghĩa là làm bằng đá. Chữ quá ở trước giống như chữ chữ quà của Việt Nam và được làm bằng đá. Ê, không phải, nó là ý quá. Nó là ý quá. Ý quá là giống như tự như chứ không phải là chữ quà ha. Rồi, cái từ cuối cùng mát ninh. Mát ninh do từ mát ni. Mát ni chứ. Mát ni đây là một danh từ nam tính ý ranh tá phung linh ga. Và chữ mani này được chia theo đối cách suy đu tỳ gia quỳ phá tí e câu quá trần há, cho nên mani biến thành mani. Mani là ngọc mani hay là ngọc báo hay là đá quý. Vậy thì hai câu này, hai câu này aphiman tha tí đùm mê thần quá chi rằng quá ma ma dần mani. Hai câu này cho chúng ta ý nghĩa. Nó nghiền nát kẻ có trí tồi, ví như kim cương nghiền nát viên ngọc mani làm bằng bảo, bằng đá chứ. Nó nghiền nát kẻ thiểu trí, ví như kim cương nghiền nát viên ngọc mani làm bằng đá. Vậy thì câu Phật ngôn 161 cho chúng ta một ý nghĩa như thế nào? Việc ác đã được làm bởi chính ta, được sanh ra bởi ta, có nguồn gốc ở ta. Nó nghiền nát kẻ thiểu trí, ví như kim cương nghiền nát viên ngọc mani làm bằng đá. Xin lặp lại. Việc ác đã được làm bởi chính ta, được sanh ra bởi ta, có nguồn gốc ở ta. Nó nghiền nát kẻ thiểu trí, ví như kim cương nghiền nát viên ngọc mani làm bằng đá. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: việc giữ vốn tự mình sanh, tự khởi, tự tạo, tự hành ác tri. Nó nghiền nát kẻ ngu si, kim cương rạch vết xá gì bảo châu. Xin lặp lại. Việc giữ bốn tự mình sanh, tự khởi, tự tạo, tự hành ác tri. Nó nghiền nát kẻ ngu si, kim cương rạch vết xá gì bảo châu. Ngài Hòa Thượng Minh Châu: điều ác
mình tự làm, tự mình sanh, mình tạo, nghiền nát. Kẻ ngu si như kim cương, ngọc bảo. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh, mình tạo, nghiền nát. Kẻ ngu si như kim cương, ngọc bảo. Rồi, bây giờ trong vấn đề tư vấn, quý vị thấy có chỗ nào không ổn không? Kim ru gì nè, ngủ hết rồi. Và bây giờ nghe cái này là thức này. Đây là duyên sự, câu Phật ngôn 161. Quý vị ráng tính mà nghe cái duyên sự này. Hay nhưng mà dở. Câu Phật ngôn 161 được đề cập đến một cận sĩ nam tên là Mahakala. Alo, quý vị cố gắng viết dùm cái tên của quý vị này. Cận sĩ nam Mahakala. Rồi Huynh Hạnh Pháp này, Huynh Gia Nhật Hà. Đây là những cận sĩ nam trong đạo tràng của chúng ta. Bây giờ viết cái tên Mahakala như thế nào đây? Alo, am chỉ người nam, không phải am chỉ người nữ. Chị Kim nhậu dùm chi vậy? Hả? Nói Huynh Hạnh Pháp, Huynh Giang Nhật Hà, chứ đâu có nói quý vị đâu. Rồi, chuyện nhỏ xíu. Mahakala, rồi Huynh Giang Nhật Hà. Sư Kim, Sư Hồng Mai. Mahakala chính xác luôn. Trời ơi, như vậy là chiến đấu lắm rồi ha. Đọc ly, đọc lên là viết đúng liền ha. Cận sĩ nam Mahakala, một vị chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn ở tại chùa Kỳ Viên, Đức Phật đã đề cập đến. Rồi, cận sĩ nam Mahakala đã thọ trì bát quan trai đủ 8 ngày trong một tháng. Một tháng có 8 ngày bát quan trai, thì cái vị cận sĩ nam Mahakala này nghĩa là họ trì đủ 8 ngày luôn. Rồi thọ trì bất quan trai thời kỳ đó đặc biệt, tức là vô chùa thọ trì trai giới ở trong chùa luôn, tức là từ buổi sáng thọ giới, rồi trong chùa nghe pháp hành thiền, rồi sáng hôm sau mới được về. Thời kỳ Đức Phật nó đặc biệt vậy á, tức là mình tu tập là thọ giới gì vô chùa chứ không phải ở nhà nha. Thì cái vị Mahakala này một tháng 8 ngày đều vô chùa thọ trì quy giới một cách rất là trong sạch. Rồi một hôm cũng vào cái ngày trai giới, cũng vô trong chùa thọ giới, thì có một bọn trộm đạo đã đánh cắp tài sản của một gia tộc nọ ở gần chùa Kỳ Viên vào lúc ban đêm. Trong khi mà chúng di chuyển vật trộm đi thì gia chủ phát giác báo động, rồi cùng nhau rượt đuổi theo bọn cướp. Hoảng sợ quá, chúng quăng đồ, những cái quăng bỏ những cái tang vật rồi bỏ chạy thoát ra. Rồi gia chủ vẫn truy lùng bọn cướp. Chúng chạy một cách tán loạn ra bốn hướng. Rồi có một tên chạy về hướng chùa Kỳ Viên. Bây giờ đêm đã sáng rồi, gần mãn rồi. Cận sĩ nam Mahakala sau khi nghe pháp trọn đêm đã ra bờ hồ súc miệng rửa mặt. Và cái tên ăn trộm đó chạy đến gần cái hồ, quăng bỏ cái túi đồ trước mặt của ông thiền nam Mahakala rồi chạy một mạch luôn. Những người đuổi theo bọn cướp khi mà chạy đến thì thấy tang vật bị lấy cắp gần bên ông cận sĩ nam Mahakala, cho nên đổ tội cho ông may là đồ khoác vách đột nhập vào nhà của chúng ta ăn trộm đồ. Lại làm bộ như là đến chùa nghe kinh thuyết pháp,
họ túm lấy ông thằng Nam Mahakala đánh đập cho đến nỗi ông chết tại chỗ, rồi vứt xác của ông qua một bên trở về nhà. Sáng hôm sau, các vị tỳ kheo cá cùng các vị sa di ra hồ múc nước thì thấy xác của ông thiền nam nằm đó, mới bảo nhau rằng: ồ, cái ông cận sĩ Nam Mahakala nghe pháp trong sạch trong tình xá của chúng ta, rồi giữ giới cũng là rất trong sạch suốt cả ngày cả đêm, mà chết như thế này thì coi như oan uổng quá. Các vị tỳ kheo trình lên Đức Phật về cái sự việc này. Đức Phật mới dạy rằng: đúng như vậy, này các vị kheo, trong cận sĩ Nam Mahakala chết không có xứng đáng trong kiếp này, nhưng mà là tương xứng với cái nghiệp ác ông đã tạo trong quá khứ. Rồi chư tăng cung thỉnh Đức Phật thuyết giảng về bổn sự tiền nghiệp của Mahakala. Đức Phật nói rằng: trong cái thời quá khứ, có một bọn cướp ở gần bìa rừng thuộc cái vùng biên địa của đức vua Varanasi, để giữ an toàn cho dân chúng ở nơi đó, đức vua cho một viên quan trấn giữ nơi bìa rừng, có phần sự đưa người từ bên này qua bên kia rừng hay từ bên kia rừng sang bên này rừng. Một hôm, có một chàng thanh niên cùng một cô vợ xinh đẹp khả ái của mình đánh xe đến nơi bìa rừng đó, thì vị quan cai quản đó nhìn thấy gia nhân sanh lòng luyến ái. Khi mà người chồng tỏ ý rằng xin tướng quân hộ tống chúng tôi đi qua cái khu rừng này, thì vị quan này mới nói: bây giờ là phi thời, thôi để sáng mai bản chức sẽ hộ tống ông bà đi sớm. Bẩm quan, bây giờ vẫn còn sớm mà, xin ngài hộ tống chúng tôi đi ngay. Thôi mà bạn, mời hai ông bà trở lại tư dinh của bản chức dùng cơm và nghỉ lại qua đêm cho khỏe. Tuy là không muốn ở lại, nhưng mà chàng công tử kia cũng đành chịu. Rồi vị quan trấn thủ này hướng dẫn cái chàng đánh xe trở lại đồn trấn của mình, sắp xếp vật thực cho anh chàng thanh niên dùng. Quan trấn thủ có một viên ngọc quý, ông sai gia nhân đem bỏ vào một nơi kín đáo ở trong xe của khách. Rồi đến rạng sáng hôm sau, vị quan này hô hoán lên: hồi hôm có một bọn ăn trộm đã lẻn vào tư dinh, nhưng người nhà của quan lại báo cáo rằng: bẩm quan, bộ ăn trộm đã lấy mất cái viên ngọc quý rồi. Sau khi bố trí binh lính phòng thủ các cổng thành, vị quan trấn thủ mới ra lệnh: hãy lục soát những người từ trong làng đi ra. Anh chàng thanh niên cùng vợ đã chuẩn bị đi từ sáng sớm. Khi mà gia nhân của quan trấn thủ khám xét xe của chàng thì thấy viên bảo ngọc nằm ở trong xe ấy, cho nên ghép tội anh chàng ta: ngươi đã đánh cắp viên ngọc này rồi toan trốn đi có phải không? Rồi bắt rõi đánh đập chàng thanh niên, rồi đem trình liên quan trấn thủ: thưa chủ, tôi đã bắt được cái trộm chính là gã thanh niên này. Bản chất là quan trấn thủ nơi này, bản chất là tiếp đãi ngươi trọng hậu, cho nghĩ là qua đêm ở trong đồn, thế mà người là liên hệ với bọn cướp đánh cắp bảo ngọc của bản chức, các người hãy đánh chết nó đi. Thế là nhà nhân của quan trấn thủ đánh lên chàng thanh niên đó cho đến chết, đem xác quăng vào rừng. Quan trấn thủ chiếm đoạt vợ của anh chàng thanh niên bằng cách như thế đó, và do ác nghiệp ấy, khi thân ngoại miền Trung đọa vào địa ngục A Tỳ, bị thiêu đốt trong một thời gian dài đến không thể kể xiết.
Rồi khi thoát ở địa ngục, quả còn dữ số của ác nghiệp ấy khiến cho y bị đánh chết vô cớ 100 kiếp. Sau khi nói xong cái tiền tích của Cận Sĩ Nam Mahakala, Đức Phật kết luận: này các vị khưu, những chúng sanh này tự mình đã tạo ác nghiệp như thế, mới bị ác nghiệp nghiền nát trong bốn ác đạo là như thế. Và Đức Phật Ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 161 này: Atana Wakatang Bà Bằng Ác Ta Chẳng Ác Ta Sầm Phá Hoàng Ác Vĩ Mình Tha Tị Đùm Mề Thần Quá Chí Rằng Quá Ma Mát Dần Ma Nình. Điều ác tự mình điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc bảo. Ý nghĩa của Phật ngôn này là ác nghiệp do tự mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như là kim cương phá hoại những bảo thạch. Và cuối câu Phật ngôn này thì các vị tỳ kheo đều chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả, tu đạo quả. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng suốt đêm nghe pháp ở kỳ viện, vào sáng tinh sương bị giết liền, sắc phước bên hồ sen trước cổng. Tăng vào hỏi Phật nghiệp tiền khiên. Phật bảo: thiền nam chết chẳng quan, đời xưa chẳng nãi ỷ quyền quan, pha vu giết hiếp người vô tội, để chiếm vợ người mượn đưa đàn. Cá tự mình gieo ác nhân, tự nhiên ác quả đến ngay thân. Người ngu ác nghiệp nghiền tan nát như ngọc kim cương nát bảo trân. Alo, hay rồi, sao không ai vỗ tay vậy? Hết duyên sự rồi. Quý vị nghe câu chuyện này thấy cái vấn đề nhân quả, vấn đề nhân quả mình không thể nào tránh khỏi được, không thể nào tránh khỏi được. Cái là gieo nhân nào thì cơ quả nó cũng để như thế đó. Chúng ta còn sanh tử luân hồi thì cái vấn đề quay thì quay trả. Bây giờ chúng ta có đàng hoàng, có tốt đẹp, có cái hiền lương như thế nào, nhưng mà trong quá khứ cái quả, cái nhân của quá khứ để rồi cái quả bây giờ chúng ta phải lãnh chịu. Giống như một con chó săn mà nó rượt theo một con mồi. Và trong vòng sanh tử này là như vậy. Chúng ta chính là con mồi. Để rồi con chó trắng hay là con chó đen, chó trắng là thiện nghiệp mà chó đen, biết chó đen là ác nghiệp, nó rượt đuổi chúng ta chạy vòng vòng. Và khi nào mà nó đuổi kịp, chúng ta kiệt sức, chúng ta mệt mỏi, hoặc là cái ác quả nó đến, nghiệp quả nó đến, thì chúng ta bị con chó đen đó nó cắn, hoặc là con chó trắng đó nó xịt. Vậy thì chạy trời không khỏi nắng. Cho nên cái chuyện gì mà một việc làm gì mà chúng ta không áy náy, không có hại mình, không có hại người, một việc làm nào mà có lợi mình lợi người thì chúng ta cố gắng, đừng để tạo nên những cái ác nghiệp. Alo, thời gian còn lại là thời gian của quý vị suy nghĩ. Đây là câu chuyện của vị Cận Sĩ Nam Mahakala ha. Vậy thì ông Cận Sĩ Nam Giang Nhật Hà nghĩ sao? Rồi mời quý vị hả? Hồi nãy đọc cũng hay quá, chắc là tâm đắc cái câu Phật ngôn này, vừa đọc Pali phân tích rồi vừa kể cũng hay nữa. Chắc là huynh Giang Nhạc Hà cũng tâm đắc câu Phật ngôn này.
Mời Huynh Giang Nhạc Hà. Dạ đâu rồi ông? Cũng nghe câu chuyện này thấy cũng hơi ngại ngại phải không? Cho nên không dám đề tài, mời cũng không lên luôn. Rồi Huynh Hạnh Pháp phân tích thầy đọc hơi lúng cũng một chút nhưng mà có tương lai. Rồi Huynh Hạnh Pháp khi nghe dương sự câu Phật ngôn này, Huynh có ý kiến thế nào? Mình là người cần sự nam mà. Rồi đưa tay liền ha, xà thu. Dạ, con chào, kính chào sư Trí Đức, toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Mata, Phật Lào Cai và Tina cho biết cái hiệu tốt ạ. Dạ đúng là nghe câu chuyện này, nghe duyên sự mà cái anh cần sự nam Mahakala này tu chết và uổng thiệt. Lúc nghe pháp nghe kinh rồi xong tu tập xong rồi mà còn bị đánh chết như vậy. Nhưng mà khi nghe Phật kể duyên sự hiểu mà cái nghiệp quả đúng là nó dễ sợ thiệt. Nó kéo theo mình nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải một đời. Đến khi cái kiếp này được tu tập rồi, được gặp giáo pháp, còn bị phải trả, còn phải trả cái nghiệp nữa, cái nghiệp ác mình tạo nữa. Khi con nghiệp mà ác của mình tạo, nhiều khi con nghĩ cũng một phần do cái hoàn cảnh, cái duyên nó tạo, nó duyên cũng có nhiều yếu tố trong đó nữa, do cái duyên này. Một số người là họ sinh môi trường tốt nhưng mà tiếp xúc với cái bạn bè thì cũng bất hảo, rồi giờ giờ nó đẩy đến cái tà kiến, rồi dễ vui, rồi tạo ra các nghiệp bất thiện. Rồi còn một số người trước kia đã tạo cái nghiệp ác, rồi họ sinh trưởng trong môi trường không được tốt như gia đình, cha mẹ, rồi xã hội, trong cái hoàn cảnh toàn là kẻ xấu, rồi hun đúc những cái tư tưởng rồi tà kiến xấu, rồi sẽ tạo nghiệp từ đó, còn chịu nhiều cái quả xấu hơn nữa, rồi rốt cuộc là tự chôn vùi mình luôn. Nhưng mà suy tới hiện tại thì nghiệp thì chính chúng ta tự tạo, rồi chúng ta cũng biết Phật pháp thì tạo nhiều phước để từ từ để nó nâng đỡ mình, nó giảm dần rồi thì có trí tuệ rồi mình sẽ từ từ mình phát được hả. Toàn xin hết ạ. Chị biết. Alo. Huynh Hạnh Pháp nó hay vậy mà sao nửa chừng cái mà hết nè. Ta mời Huynh Quang một cần sự nam cái là nổi tiếng ở xứ Huế, có một ngôi chùa tên là Tăng Quang. Thì gia đình của Huynh Quang này đã trải gia vi tự ha, mua một ngôi nhà biến thành một ngôi chùa, đó là chùa Tăng Quang ở Huế. Chúng tôi cũng đã chịu ơn và đã xuất thân từ ngôi chùa Tăng Quang đó. Rồi alo, Huynh Quang ơi, mời Huynh ha, mời Huynh Quang một cần sư nam mà chúng tôi được biết và cũng có quen với gia đình của Huynh Quang. Lâu quá bây giờ mới gặp nè. Đây nói chuyện về một cần sư nam tên là Mahakala. Vậy thì cần sư nam Quang có ý kiến gì xin mời nha. Lâu quá cũng nghe cái giọng nói của Huynh Quang, mời Huynh Quang
Bàn tay đâu rồi? Alo, bàn tay đâu rồi? Rồi, như vậy chứ. Dạ thưa con xin đảnh lễ cho chư đại đức tăng, con xin đảnh lễ cho sư trí đức và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, trời ơi con có biết chi mô sư ơi, tha cho con với. Con mới đi công việc về, thành thử bởi vậy con ghé vô đây một chút để coi nghe sư giảng duyên sự. Dạ thì phân tích theo cái bài pháp vừa sư mới giảng, sư con thấy nghiệp nó cũng là bất khả tư nghì, thành thử bởi vậy giống như mấy sư thường giảng là ta đi với nghiệp của ta, thành thử bởi vậy mình ráng cố gắng làm những cái việc thiện nhiều để cho chó đen đừng có đuổi kịp theo chó trắng. Vậy thôi, con thì không có nói nhiều. Dạ, thành thử con nói nhiều quá rồi, tối con ngồi thiền là con bị chấn động tâm. Dạ thì bữa hôm sư, dạ thưa bạch sư, là bữa hôm sư có nói về cái chuyện mà kinh pháp cú là tại sao mà gọi là phẩm ngàn, thì con có hỏi sư pháp tông, thì con có gặp sư pháp tông rồi thưa sư bạch sư. Dạ sư pháp tông có nói là cái phẩm cái tại vì lý do là họ lấy cái tích truyện đầu tiên là phẩm ngàn, thành thử nó mới là gọi là phẩm ngàn. Dạ yeah. Thì con chỉ có chút ít và vài điều như vậy thôi, thì lâu quá con cũng không có gặp sư. Dạ yeah, công việc bận biểu tùm lum đủ thứ sư ơi. Dạ yeah. Thôi thưa sư cũng đừng có buồn con, thành thử con rảnh là con lên đây liền. Dạ yeah. Dạ yeah, thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vậy thôi con nhường lại micro lại cho mọi người khác. Dạ con cảm ơn sư. Alo, quý vị nghe Huynh Quang trình bày ha. Giờ mà nói con có biết chi mô Huynh thật sự nói chỉ là rửa. Nghĩa là hiểu biết về Phật pháp có, rất là có chiều sâu ha, rất là có chiều sâu, nhưng mà khiêm tốn ha, tu tập ở tại nhà là rất là gương mẫu, gặp được sư pháp tông mà hòa thượng pháp tông nữa là số một rồi, còn gì để mà nói. Rồi, rất là khiêm tốn trong sự phân tích về câu Phật ngôn này ha. Xà thủ có đóng góp là quý rồi. Rồi bây giờ thiền nam trong room này hết rồi, bây giờ tới tín nữ bây giờ thời Sitina vô sao nè ha. Rồi Sitina có ý kiến như thế nào về câu Phật ngôn 161? Mời Sitina, sức khỏe khỏe chưa? Rồi cầm micro đọc, khi nãy thấy cái giọng cũng ổn định rồi. Rồi bây giờ chia sẻ về câu Phật ngôn này. Mời Sitina. Bàn tay đâu rồi? Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ ngài, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô sư nữ. Con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa qua cái bài câu pháp cú số 161 này thì cũng cho thấy là những gì mình đã làm thì mình phải trả sớm hay muộn thôi. Dạ, nhiều khi không phải đợi kiếp sau mà có thể nó cũng xảy ra trong cái kiếp hiện tại này. Dạ, thì khi chưa biết Phật pháp thì con là người đi làm ở ngoài đời thì cũng có nhiều việc, vì công việc cuộc sống hiện tại thì mình cũng có làm ăn thì cũng có lèo lách chút xíu. Dạ thì sau khi mà tham gia học hỏi về Phật pháp thì bây giờ mình thấy và hiểu thêm cái nghiệp quả, những gì mình đã tạo là mình phải trả, không thể nào tránh khỏi được đó. Thì mình biết như vậy thì mình cũng
làm sao cho nó phù hợp với và để mà bớt cái nghiệp quả của mình đối với công việc. Còn đối với cuộc sống mà giữa giao tế của người và người thì cũng con cảm thấy mình bớt nói lại đó, thì nó sẽ thứ nhất là không có bị phiền toái nhiều, thứ hai là cũng đỡ tạo những cái khẩu thị nghiệp mà mình bất mãn điều gì đó, thì nhiều khi đừng có nên quá sân, sân quá thì mình cũng dễ tạo ra những cái nghiệp không có tốt. Thứ nhất là chẳng những mà đau khổ người khác mà cũng là khổ cho mình nữa. Thì đấy là những cái điều mà con đang tập và cố gắng mà giữ từ từ để mà chỉnh sửa để cho hoàn thiện hơn. Tuy là không có thể nào mà mình được như ý 100% đối với người khác hoặc tự nhiên đối với mình, nhưng mà mình biết mà mình chỉnh sửa thì cũng là tốt rồi. Con chỉ chia sẻ từ đây thưa thưa ngài. Xin có sai gì thưa ngài cho con chỉnh sửa dùm cho con. Con cảm ơn đạo tràng ạ. Và con kính mời vị kế tiếp. Sa tu sa su sitina đường sanh tử hồn ai nấy giữ ha. Luôn luôn mình biết cái vấn đề nhân quả để rồi tránh đi những cái ác nghiệp, sự tu tập của mình sẽ tiến hóa hơn. Sa tu sitina, hôm nay không biết xuất phát nguồn Lào Cai ha, bị phân tâm sao mà cái hôm nay đọc kỳ quá. Rồi chắc là cái câu Phật ngôn này có ảnh hưởng gì đó. Mời sư Pháp Nguồn có ý kiến. Dạ, con kính mừng lễ ngài. Dạ, câu Pháp cú này thì làm nói chung là hay mà do con sáng con hơi bị phân tâm một chút thì sư lại con xin được có đôi lời về câu pháp cú này ạ. Thưa ngài, câu pháp cú này nói lên những cái điều bất bình trong cuộc sống. Đôi khi thì trong cái cuộc sống này thì con mắt thường của chúng ta thì thường nhìn thấy nhiều những cái chuyện nó ngang tai trái mắt, nó oan uổng, thì rất là phẫn nộ về cái việc mà nhiều người bị oan uổng như vậy. Trong cái cuộc sống thì con cũng thường chứng kiến rất là nhiều người sống một cuộc sống tế nhưng mà lại gặp toàn những cái chuyện nó không được may mắn, không được suôn sẻ. Hay là những người đôi khi gia đình bố mẹ thì rất là tốt, rất là sống rất là chừng mực, nhưng mà gặp phải những đứa con nó cũng bất hiếu, nó cũng không có được báo hiếu bố mẹ chu đáo. Hoặc là những người bị oan uổng ấy, nhiều người rất là tốt nhưng mà cứ hay bị gièm pha, rồi hay bị người này người kia chê bai, mà mặc dù trong cái cuộc sống họ sống rất là chừng mực, rất là tốt nhưng mà vẫn bị oan uổng như vậy. Như trong cái câu kinh pháp cú này thì con thấy cái vị này cũng tu tập, cũng giữ giới rất là đàng hoàng, nhưng mà vẫn bị oan như vậy, oan đến mức độ mà người ta đánh chết, thì con thấy rất là phẫn nộ. Nếu mà trong, nếu mà khi mà không được nghe Đức Phật nói về cái tiền kiếp của vị này thì rất là phẫn nộ luôn ạ. Nhưng mà khi mà được nghe Đức Phật nói như vậy rồi thì con cũng hiểu ra rằng là tất cả nó cũng có nguyên nhân của nó hết. Thì những cái việc mà mình đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp cho đến bây giờ thì rất là nhiều luôn, những cái nghiệp xấu mình tạo. Mà dù kể cả bây giờ, dù có biết đến Phật Pháp thì có tu tập thì mình ngưng lại những cái việc ác, nhưng mà những cái quả của quá khứ nó vẫn cứ phải trổ lên đối với mình. Nhiều lúc
nó là cái ác nghiệp nó quá nặng thì nó sẽ dẫn đến cho mình những cái khổ đau cũng tương đương với cái nghiệp mình đã tạo. Cho nên con thấy là rất là nguy hiểm khi mà mình nhìn thấy những cái việc của người khác, kể cả là đúng là huynh hành pháp nói là mắt thấy tai nghe chưa chắc đã đúng, khi mà nhìn thấy người ta bị oan uổng như vậy. Nhưng mà không, thường thường nếu như mà mình tiếp xúc với người ta, mình biết người ta là con người như thế nào mà mình thấy người ta bị oan như vậy thì mình cũng rất là phẫn nộ, chứ không phải là mình không biết người ta là người tốt. Cũng biết, nhưng mà cái này thì nếu mà hiểu sâu sắc, như nếu thời mình gặp thời Đức Phật thì Đức Phật có thể giải thích cho được nghe thì cũng đỡ, nhưng mà như bây giờ thì đâu có Đức Phật đâu mà đến để hỏi được, để biết nghiệp kiếp trước của người ta như thế nào. Cho nên là nếu mà như mà không có sự nghe sự hiểu thì cái tâm luôn lăng xăng và nghiêng về một phía, là lúc nào cũng bảo vệ cái người bị nạn đó. Thế nhưng mà khi mà được nghe những cái tích chuyện như vậy mà hiểu được về nhân quả, nghiệp báo hay là nhân duyên, có không có cái gì mà không do duyên do nghiệp hết, nó xảy ra như vậy thì cái tâm cũng đỡ bị dao động nhiều hơn, đỡ bị lăng xăng nhiều hơn, bởi mình nghiêng về một phía là. Cho nên là con thấy trong cái bài này là để cho mình hiểu được ra nhiều điều, là mọi thứ đều là do duyên do nghiệp hết. Khi mà người ta chịu những cái quả này cũng là do những cái kiếp trước người ta đã tạo. Cho nên là đó là những cái bài học để mà từ nay chúng ta cũng cần phải biết tu tập. Thứ nhất là điều quan trọng nhất là phải giữ giới, là cư sĩ thì cố gắng giữ lấy năm giới, làm sao để không có bị phạm giới thì nó sẽ không bị tạo nghiệp ác. Thì nếu mà mình cố gắng chỉ cần giữ giới được như vậy là đã rất là tốt lắm rồi, mình không tạo nghiệp thì những cái quả mình gánh nó cũng sẽ nhẹ hơn rất là nhiều, từ từ dần dần đó. Có cái sự tu tiến lên thì mới thoát được khỏi cái sự khổ, thoát được những cái quả xấu như vậy. Con có đôi lời như vậy, con xin phép được xuống mất. Mời huynh hành pháp lên có ý kiến đấy. Alo, huynh hành pháp đã nói rằng mắt thấy tai nghe chưa chắc là đúng, nhưng mà bây giờ sự ý kiến của sĩ Pháp Nguồn Lào Cai đưa ra như vậy, bây giờ hỏi sĩ Hồng Mai có đồng ý không? Alo, sĩ Hồng Mai nghe ý kiến của sĩ Pháp Nguồn có ý kiến thế nào? Xin mời sĩ Hồng Mai. Dạ, thưa sư, thì con thấy là cái quả của quá khứ nhiều cái nó cũng rất là nặng. Bởi vậy giống như là Đạo Hữu Quang đã nói là phải làm nhiều thiện pháp để mà cái con chết trắng nó chạy trước con chó đen. Thì qua những cái quả mà đã thấy như trong cái sự tích của cái con pháp cú này thì con thấy là mặc dầu là người ta biết là quả nhưng chúng ta cũng phải có tâm từ và cũng có sự thông suốt trong cái vấn đề này. Vì vậy vì á nếu mà trong thế gian này mà mình không có cái sự coi như là một cái tinh thần là sáng suốt và từ bi thì sẽ đem đến những cái ảnh hưởng xấu cho cái trong cái cuộc sống của chúng ta. Và người Phật tử thì cái năm cái giới thì sẽ giúp cho mình đỡ mắc phải những cái lỗi lầm mà sẽ tạo nên những cái quả xấu, mà khi mà trong kiếp tương lai thì sẽ nhiều khi trong kiếp hiện tại nó cũng trổ quả, hoặc là trong kiếp tương lai cũng trổ quả. Và con thấy là
như cuộc sống ngày hôm những như ngày nay thì cái xấu cái ác như là nó có phần lấn lướt hơn những cái thiện, và qua đó thì mình phải luôn luôn ý thức rằng là những cái sự suy nghĩ, những hành động của mình thì cũng cần phải cân nhắc để mà không tạo những nhân xấu để đưa đến quả xấu, để tránh sau này sẽ có những cái việc không như ý nặng nề đến với chúng ta, và chúng ta cũng phải rải những tâm từ đến với những vị mà có những cái quả xấu tác động vào. Bởi vì khi mà chúng ta có tâm từ thì chúng ta sẽ có thể quán chuyển được cái tình trạng xấu của người đó, và giúp cho cái cách nhìn của thế gian nó sẽ được rộng mở hơn. Chứ chúng ta không thể nào mà cứ chấp vô cái quả, cái nghiệp cái người đó phải trả mà chúng ta không có sự từ bi trong cái việc phán xét người đó, hoặc là giúp đỡ người đó thoát ra cái khỏi cái vấn đề nan giải đó. Nói chung là ta phải cần giữ giới tốt, cần cái ý thức, cần cái sự hiểu biết, cần cái thấy tâm của mình nó diễn tiến như thế nào để chúng ta tránh được cái những cái nhân xấu đưa đến quả xấu. Dạ, thưa sư, con chỉ có ý kiến như thế, có gì sai sơ sót thì chân sư và đạo tràng chỉ sửa giùm con ạ. Dạ, con xin xuống mic. Alo, sư Hồng Mai. Trình bày chúng tôi không đồng ý. Bởi vì sao? Cái nhân quá khứ, cái quả hiện tại, cho nên nếu mà nói cái quả của quá khứ thì sao mà chúng ta biết được cái vấn đề này hả? Cái nhân của quá khứ là cái quả nó hiện tại này, chúng ta mới thấy được cái vấn đề. Chứ còn bây giờ quý vị thấy có một cái điều mà khác biệt trong đạo tràng của chúng ta hả? Niết bàn là niết bàn ha, mà niết bàn là tịch diệt vắng lặng, xuất hiện ba cái bông rồi tới bốn cái bông, quý vị thấy như sao? Niết bàn là tịch diệt, là vắng lặng, là cái trạng thái của niết bàn là coi như không còn tham sân si, mà từ ba cái bông rồi tiến tới bốn cái bông. Đó cũng là một điều đặc biệt ha, nghiệp bất khả tư nghị, achintayya. Mỗi người có một cái việc nghiệp, không ai giống ai. Quý vị đã từng học những cái câu pháp cú mà coi như có một cái bựng chanh nó cháy, nó bay lên hư không, rồi con quạ nó bay đu cái đầu vô trong cái bựng chanh đó, nó cháy cháy, ngộ không? Đó cũng là bất khả tư nghị. Cái nhân quá khứ để rồi cái quả bây giờ nó trổ ra, rồi cái tự nhiên một cục đá nó lăn xuống, rồi bảy vị tỳ khưu coi như bị nhốt trong hang đá đó, xô đẩy thế nào cái cục đá cũng không lay chuyển, và tới ngày thứ bảy thì cục đá tự nhiên nó lăn ra. Thì đó là những cái điều mà coi như cái nhân của quá khứ để được cái quả bây giờ chúng ta phải chịu. Anh chàng này tạo ác nghiệp quá khứ, đó là cái nhân, để được cái quả bây giờ là phải bị chết một cách coi như là không có tương xứng. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng achintayya, bất khả tư nghị. Rồi hôm nay Xích Hà hồi nãy đọc cũng hay lắm, nhưng mà hôm nay quên đọc kệ. Alo, Xích Hà còn đó không? Ý kiến như thế nào về câu Phật ngôn này? Mời bàn tay của Xích Hà. Đi học hay đi học sớm sớm chứ, đi học hay đi học trễ không hả? Chán thiệt. Mời Xích Hà có ý kiến về câu Phật ngôn 161. Bận rồi hả? Đi vô trễ mà còn bận nữa, khổ thiệt. Sa thú quý vị có nhiều chén rất hay. Bây giờ mời Siết Nhung Phạm nè. Hôm nay Siết Nhung Phạm không đưa tay đọc, hôm trước thì cô tu nữ Từ Duyên hướng dẫn Siết Nhung Phạm đọc cũng hay lắm á,
mà hôm nay mất cỡ làm sao á, không chịu đưa tay đọc. Thôi bây giờ đưa tay lên để có ý kiến về câu Phật ngôn này ha. Rồi bây giờ đưa câu Phật ngôn lên nè, nắm ý đi, nghe những người khác có ý kiến, rồi ý kiến của sĩ Nhung Phạm như thế nào, xin mời. Alo, sĩ Nhung Phạm, bàn tay đâu rồi, xà thủ. À, dạ Nam Mô Bụt Thầy á, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức ạ. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con kính chào đạo tràng ạ. Con hôm nay con vào muộn nên con chưa đọc được câu này ạ. Con xin có đôi lời chia sẻ với câu Phật ngôn 161 ạ. Sau khi nghe mọi người chia sẻ thì con cũng nhận thấy là những cái việc ác mà mình đã làm trong quá khứ nó có thể trổ quả bất cứ lúc nào ạ. Mình không thể biết được là mình sẽ có thể sống đến ngày mai không ấy. Nên cái việc mà mình tu tập gặp được những cái nhân duyên trong cuộc đời ấy, thì mình phải tranh thủ để tranh thủ những cơ hội đấy để mình gọi là con cũng không biết dùng từ như thế nào, tức là con thấy con cũng tức trước tiên là con cũng xin cảm ơn bạn Pháp Nguồn Lào Cai đã giới thiệu cho con biết đến Zoom. Con cũng xin tri ân cô tu nữ Như Pháp và cô tu nữ Tuệ Duyên đã dạy con đọc kinh Pháp Cú. Con cũng xin tri ân sư đã mở Zoom này để giúp cho mọi người được biết đến giáo pháp, được học hôm đầu tiên con vào Zoom thì là câu Pháp Cú 156 và 157. Hai câu này rất là ứng với con, và hôm nay đến cả câu này cũng con thấy nó cũng tất cả những câu Pháp Cú này nó đều ứng với bản thân mình. Đã ra con cũng không biết nói gì ạ, con xin gửi lại mic đạo tràng ạ. À, xà thủ chị Nhung Phạm. À, mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa Phật là con một nhà. Đây là một đạo tràng mới, coi giống như một ngôi nhà. À, quý vị cứ tự nhiên, đừng có ngại gì hết, là trước lạ sau quen ha. À, cứ tự nhiên theo ý của mình, nghĩ sao nói vậy. Bởi vì câu Phật ngôn này nói lên với cận sự nam ma ha ca đã, chứ không phải chúng ta. À, chúng ta chỉ có những ý kiến để rồi thấy câu Phật ngôn này, tại sao ở ác thì sống lâu mà ở hiền thì chết sớm, chết một cách tức tưởi, chết không kịp ngáp. À, một cái chết mà thấy ở ăn hiền ở lành, tại sao chết một cách vô duyên vậy, tức ghê. Hồi nãy sư Pháp Nguồn Lào Cai thấy cũng bất bình chứ, thì cái câu nói ở ác sống lâu mà ở hiền thì chết sớm, cái này phải là kinh nghiệm bản thân mới được. À, mời sư mấy ta. À, sư mấy ta là lớn tuổi nhất trong này, chắc là cái câu nói đó cũng cũng từng nghe rồi ha. Rồi sư mấy ta có ý kiến liền, xin mời sư mấy ta, tại sao ở ác sống lâu mà ở hiền thì lại chết sớm? Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn Pháp Nguồn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ bạch ngài, nãy giờ có nghe quý vị từ huynh hành 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 pháp, rồi Pháp Nguồn Lào Cai, rồi cô Tina, rồi huynh Lý,
rồi cô Nhung Phạm, rồi cô Hồng Mai và những vị nào, Tina nữa. Người nào cũng có ý kiến hay hết ngài. Nhưng mà bây giờ á, thì ngài hỏi con vậy chứ ở ác mà tại sao sống lâu, còn ở hiền mà lại tu biết tu tập nữa. Như cái vị Maha Ca Lá này, đúng là biết tu tập, giữ bát quan trai giới rất là đúng đắn, nhưng mà tại sao lại chết một cách là không cân xứng như vậy. Thì con cũng gần hết giờ rồi, con xin nói là trước đây con chưa biết đạo thì con cũng hay thắc mắc những trường hợp mà đã xảy ra như vậy ở trong xã hội. Con thấy có nhiều người thì cũng ăn hiền ở lành, rồi hay giúp đỡ người tạo phước, mà lại gặp những cái nạn mà mình không thể tưởng được. Thì con lại thắc mắc trong đầu, con nói ủa cái người này sao đúng là người tốt, người ăn hiền ở lành, người biết thương người này kia nọ, mà tại sao lại gặp nạn kinh khủng quá. Lúc đó là con chưa biết đạo cho nên con cũng không tìm được câu trả lời, mà con chỉ nhớ là người ở thế gian thì nói là ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp điều dữ. Thì con cũng nghĩ đó là những cái việc mà mình đã làm, con cũng biết mơ hồ như vậy thôi. Rồi kể từ khi mà con biết đạo tới bây giờ thì con không còn thắc mắc nữa. Và mỗi khi con gặp những cái trường hợp như vậy thì con cũng hiểu ra đó là do cái nghiệp quả của cái người đó từ nhiều đời nhiều kiếp mà bây giờ nó đến với người đó như vậy. Và con cũng hay thấy người nghĩ đến ta nữa. Bạch ngài, con nghĩ như vậy rồi con nghĩ đến thân con, rồi con cũng chấp nhận và con cũng không còn thắc mắc này kia. Con nghĩ là thân phận con từ nhỏ ta cũng gặp những cái điều không có được như ý, mồ côi sớm, rồi ở cái chỗ là chiến tranh mà khủng khiếp lắm, và con cũng suýt chết luôn à. Nhưng thì lúc đó là con cũng hay than thân trách phận, con nói ủa mình đâu có làm điều gì đâu mà sao mà mình lại gặp cái hoàn cảnh xấu quá. Còn bạn bè mình thì người thì được có gia đình cha mẹ đầy đủ rồi giàu có này kia, nhưng mà từ ngày con biết đạo tới giờ thì con không có than thân trách phận nữa, mà con cũng biết là tất cả những cái gì mà mình nhận lãnh ở hiện tại này là do cái nhân quả ngày trước mình đã từng tạo. Rồi bây giờ thì nếu mình có phước thì được hưởng phước, còn mình đã tạo những điều bất thiện thì mình hưởng những cái xấu. Dạ, cái đó là điều đương nhiên rồi, bây giờ con đã hiểu được rõ ràng như vậy. Và cũng đã hết giờ rồi, thì thôi con cũng xin nói thêm là con biết như vậy thì con cố gắng con giữ giới, tu túc lục căn, con cố gắng tu tập để mà tạo thêm những cái điều thiện, còn mình bớt đi những cái điều ác cho cái con chó đen nó chạy ở phía sau, còn chó trắng là nó chạy ở phía trước để mà cho đỡ cái thân. Dạ thôi thì con xin có ý kiến như vậy, mà đã hết giờ rồi, con xin gửi trả mic lại cho ngài. Con kính cảm ơn ngài, cảm ơn đạo tràng rất là nhiều ạ. Dạ. Sa thủ thích mê ta, một sự kết luận qua những ý kiến chung của quý vị trong đạo tràng. Thích mê ta đã nhắc lại hết giờ tới 3 lần luôn, canh đầu, canh giữa và canh cuối, tức là cái thời gian của chúng ta bây giờ cũng lớn tuổi rồi, canh cuối rồi, cố gắng tu tập ha, để thấy được cái vấn đề mà cái nghiệp quả, nhân quả nó báo ứng rất là
chính xác. Chứ không phải như chúng ta nghĩ là một cách đơn giản, nghiệp bất khả tư nghị và rất là tế nhị, chứ không phải là trên trời rớt xuống mà phải có nhân mới có quả. Sự kết thúc của Simita qua câu Phật ngôn 161 rất là chính xác. Sa thủ Simita với kinh nghiệm sống của mình hiểu biết về giáo pháp và kết luận một cách rất là chi tiết, rất là rõ ràng. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn chính chứng hộ trì đến ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Giá. Xin phép quý vị chúng tôi xin được đóng room ạ.